Xin chào cả nhà. Và hôm nay với chương trình là niệm chú thì mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một câu chú giúp cho các bạn trị căn bệnh tiêu chảy. Khi các bạn bị tiêu chảy do các bạn ăn uống không hợp vệ sinh hoặc là các bạn ăn những cái đồ ăn không tốt cho dạ dày của mình thì nó dẫn tới tiêu chảy. Thì các bạn biết rồi, tiêu chảy rất là khó chịu. Các bạn đi nhiều lần thì cơ thể của các bạn sẽ mất nước. Mất nước thì nó tay chân nó sẽ bủn rủn và nó có hiện tượng là nó chóng mặt say sẩm, và đặc biệt là trong cái trường hợp như thế này thì các bạn phải cầm tiêu chảy và bù nước để cho cơ thể lấy lại năng lượng. Những người thường thường bị tiêu chảy do các bạn đi nhiều, các bạn đi vệ sinh nhiều thì cơ thể các bạn sẽ dần dần suy yếu. Và những người mà đang có cái triệu chứng như huyết áp cao hoặc là huyết áp thấp mà các bạn bị tiêu chảy mà các bạn không chữa trị kịp thời thì nó dẫn tới là các bạn bị suy nhược cơ thể, rất là sợ nha cả nhà. Thì hôm nay là với một câu chú rất là đơn giản, thì các bạn có thể là các bạn niệm khi các bạn đang bị tiêu chảy thì các bạn khởi tâm, bạn tịnh tâm và các bạn định tâm lại một chỗ, các bạn niệm một cái danh hiệu như thế này, các bạn niệm liên tục thì cái cơn tiêu chảy các bạn sẽ ngưng lại, các bạn sẽ không bị đau bụng và các bạn sẽ không đi ngoài nữa. Rất là đơn giản, chỉ một câu chú, chỉ một các bạn định tâm và các bạn niệm thì nó sẽ rất là tốt nha. Cũng không tốn tiền nhiều không tốn tiền mà các bạn định tâm và các bạn thanh tẩy cơ thể của bạn. Và khi các bạn niệm một danh hiệu như thế này là sẽ có gần 500 năng lượng tích cực đưa cái năng lượng tới cái vùng mà các bạn đang bị tổn thương là dạ dày và cái khu mà các bạn bị tiêu chảy, để thanh tẩy những cái không tốt cho dạ dày của các bạn, để cho cầm chừng lại cái cơn tiêu chảy của các bạn một cách nhanh chóng, không bị đau bụng, không đi ngoài và cơ thể của bạn là không có bị mất nước. Các bạn niệm liên tục từ 30 đến 45 phút, các bạn ngồi tĩnh tâm, các bạn để tâm lại một chỗ và các bạn niệm. Sau khi các bạn niệm thì các bạn sẽ thấy phép nhiệm màu, đó là cái bụng các bạn sẽ không còn đau và các bạn sẽ không có bị đi ngoài, cơ thể của các bạn sẽ hoàn toàn hồi phục trở lại nếu như các bạn niệm thành tâm và niệm liên tục như thế. Cho nên là hôm nay mình muốn chia sẻ cho cả nhà câu chú này. Nếu như bạn nào các bạn niệm mà thành công thì các bạn để lại cho mình bình luận để thử nghiệm, bởi vì mình cũng trong một lớp tụi mình học với nhau thì có bạn đã thử nghiệm và câu chú này rất là linh nghiệm. Chỉ cần bạn định tâm lại một chỗ và các bạn niệm thì cái câu chú nó sẽ kích hoạt mọi năng lượng để đưa năng lượng tích cực tới ngay chỗ cái vùng mà các bạn đang bị bệnh. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ câu chú trị tiêu chảy cho cả nhà, đó là Nam Mô Phụng Y Vương. Các bạn niệm như thế là Nam Mô Phụng Y Vương, các bạn nhập tâm lại, các bạn niệm thì cơn tiêu chảy nó sẽ ngưng lại. Chúc các bạn sẽ trị bệnh tiêu chảy thành công với cô chú này. Bạn nào muốn trị về căn bệnh gì thì các bạn để lại bình luận, thì mình biết cô chú nào trị bệnh gì thì mình sẽ quay video để đăng để phản hồi cho cả nhà. Chúc cả nhà sẽ thực hiện và niệm Phật thành công để điều trị về căn bệnh tiêu chảy này. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video khác. Chúc cả nhà luôn luôn sống với ánh hào quang của mười phương chư Phật. Nam Mô Phụng Y Vương.